Chào mừng các bạn đã quay trở lại với GNews. Rất là cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình 6 số vừa qua. Đây là GNews số thứ 7. GNews là một bản tin về công nghệ, PC gaming và eSports sẽ được lên sóng vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần vào lúc 19 giờ. Còn bây giờ thì hãy cùng mình điểm qua những thông tin nổi bật có trong tuần vừa qua nhé. Không mua được hàng Intel và AMD, một hãng Nga đã chuyển sang dùng CPU Xiaomi X86 của Trung Quốc. Quá đam mê, game thủ tạc tượng Granny hoàn toàn bằng lá nhôm. Vắt kiệt sức mạnh card đồ họa với benchmark EasyBench miễn phí dựa trên Unreal Engine 5 mới toanh. Tựa game siêu hài Fall Guys bỏ Steam lên Epic, sẵn tiện miễn phí luôn. Nvidia ra mắt card đồ họa bình dân GTX 1630 có 512 nhân CUDA và 4GB RAM GDDR6. Xuất hiện siêu hố đen tráng ngợp một cách kinh hoàng trong Minecraft. GTX 4090 Ti phiên bản gốc lộ thiết kế tản nhiệt to hơn đời trước, bao phủ cả dàn VRAM. Bị Mỹ trừng phạt, Nga chuyển sang sử dụng CPU Xiaomi của Trung Quốc. Do Intel lẫn AMD đều ngừng xuất khẩu sang Nga nên Nga không còn chip X86 mới nào từ hai hãng này nữa. Để vượt qua vấn đề đó, Nga đã nhập bo mạch chủ tích hợp CPU Xiaomi X86 của Trung Quốc. Hãng Denny đã thiết kế ra bo mạch chủ Micro ATX BXZ60A được tích hợp sẵn sóc Kaixian KX6640MA của Xiaomi. Con chip này có 8 nhân dựa trên kiến trúc Lujiazui, chạy với xung nhịp từ 2.1 đến 2.7GHz, có bộ nhớ đệm L2 là 4M, 16 làn PCIe 3.0 và có luôn cả iGPU. Tất cả đều gói gọn trong một con chip có TDP chỉ 25W. Về bo mạch chủ thì nó có 2 khe RAM DDR4, 2 khe PCIe X16, khe M2-2280 và M2-2230, 3 cổng SATA 3. Phần I/O gồm có cổng USB, DisplayPort, HDMI, VGA, LAN Gigabit, audio 3.5mm và 2 cổng PS2. Giá bán của sản phẩm này vẫn chưa được tiết lộ nhưng dự là cũng không hề rẻ. Một fan hâm mộ nhiệt huyết của tựa game Elden Ring đã cố gắng tái tạo lại nhân vật Randy the Witch hoàn toàn bằng lá nhôm. Elden Ring là một tựa game cực nổi trong thời gian gần đây và mới đây trong cộng đồng đã xuất hiện một game thủ đầy nhiệt huyết có tên là The Foil Guy. Anh này đã bỏ ra hàng giờ để tái hiện lại nhân vật Randy the Witch bằng lá nhôm. Mặc dù ngoại hình của bức tượng này không thật sự giống trong game cho lắm, nó vẫn có sự chi tiết nhất định. Thế nên dù không có tạo hình khuôn mặt rõ ràng, fan Elden Ring vẫn có thể nhận ra ngay đây chính là Randy the Witch. Ngoài ra, những chi tiết đặc biệt mang thương hiệu của Randy như mái tóc bồng bềnh, chiếc mũ nhọn, áo choàng dài, bức tượng này có những chi tiết nhỏ nhặt khác khiến cho nó trở nên độc đáo. Ví dụ có thể kể đến là vết rách áo choàng, ngón tay cong cong của Randy được uốn nắn rất tỉ mỉ. Xuất hiện benchmark EasyBench miễn phí cho bạn test card đồ họa của bạn trong Unreal Engine 5 với texture độ phân giải cao và ray tracing. Được phát triển bởi Easy Theory AS, EasyBench là một công cụ benchmark miễn phí dựa trên Unreal Engine 5. Nó tận dụng nhiều yếu tố chất lượng cao cùng texture 8K và hỗ trợ ray tracing nhằm stress test card đồ họa khi chạy những công nghệ xịn sò có trong Unreal Engine 5. Nhà phát triển khuyến khích nên chạy benchmark này với phần cứng hiện nay. Cụ thể là bạn nên chạy với card AMD Radeon RX 6000 hoặc Nvidia GeForce RTX 2000 series hoặc cao hơn do nó có hỗ trợ ray tracing. Những chiếc card thế hệ cũ vẫn có thể chạy bài test này nhưng khả năng là FPS sẽ rất thấp. Bạn có thể tải công cụ benchmark miễn phí này trên Steam và nó nặng khoảng 20GB do sử dụng rất nhiều texture có độ phân giải cao. Tựa game siêu hài hước Fall Guys sắp sửa chia tay Steam để tìm bến đỗ mới tại Epic và cũng sẽ chuyển sang hình thức chơi miễn phí. Tựa game siêu hài Fall Guys sẽ bỏ Steam lên Epic vào ngày 21 tháng 6, đồng thời chuyển sang hình thức free to play, tức là chơi miễn phí. Tựa game này cũng sẽ được đem lên nhiều nền tảng console khác nhau cho phép chơi xuyên nền tảng. Sau quá trình chuyển đổi này thì game thủ sẽ không còn mua Fall Guys trên Steam được nữa. Những ai đã mua game trên Steam trước đó thì vẫn sẽ được cập nhật tương tự bản Epic. Cùng với đó, game cũng sẽ ra mắt một loại tiền tệ mới gọi là Showbucks và bạn có thể dùng nó để mua Season Pass. Những game thủ đã mua Fall Guys sẽ nhận được Legacy Pass khi game chuyển sang hình thức miễn phí. Game bây giờ tuy không còn quá hot như trước nhưng vẫn thu hút đông đảo người chơi. Cái hay của trò chơi này là không cần biết bạn tay to đến mức nào, trong đây hầu như ai cũng có thể giành phần thắng. Và cho dù bạn không thắng thì cũng sẽ có một câu chuyện vui để kể lại với bạn bè. Nếu thông tin về mẫu card đồ họa bình dân 1630 mới là chính xác thì đây sẽ là mẫu card vô cùng lý tưởng dành cho những bộ máy có tầm giá yêu thương. Theo trang Video Card Z, card đồ họa Nvidia GeForce GTX 1630 sẽ được tung ra vào ngày 31 tháng 5 sắp tới. Chiếc card này được trang bị GPU Turing TU117 150 12 nm với 512 nhân CUDA và 4GB RAM GDDR6 liên kết với GPU thông qua bus 64bit. Đây là một phiên bản cắt giảm GPU GTX 1650 với 896 nhân CUDA và bus 128bit.
Tuy nhiên, chiếc card đồ họa này có xung nhịp cao hơn 1650, đạt 1800 MHz tại mức TDP 75W. Trên lý thuyết thì băng thông VRAM của GTX 1630 sẽ đạt 96 GB trên giây, bằng một nửa so với GTX 1650. Mẫu card đồ họa bình dân này có thể sẽ được Nvidia giới thiệu trong triển lãm công nghệ Computex 2022. Game thủ tạo một hố đen siêu to khổng lồ bên trong tựa game Minecraft. Mời các bạn chiêm ngưỡng. Một game thủ trên Reddit tên là Sir Mustard đã tạo ra siêu hố đen Sagittarius A trong Minecraft. Sagittarius A là một hố đen siêu lớn mà kính thiên văn Event Horizon Telescope đã chụp được trong một bức ảnh vào ngày 12 tháng 5. Hố đen siêu to khổng lồ này nằm ở trung tâm của dải Ngân Hà. Nó có khối lượng tương đương 4.310.000 ông mặt trời. Game thủ Sir Mustard không những tái hiện lại siêu hố đen này mà còn đăng nó lên trang Planet Minecraft để cho mọi người thể tải về và khám phá. Sir Mustard cho biết anh ta đã đầu tư rất nhiều công sức vào dự án này do anh muốn nó phải càng giống thật càng tốt. Xuất hiện tản nhiệt của trùm cuối nhà Nvidia 4090 Ti trên các diễn đàn của Trung Quốc. Những hình ảnh đầu tiên về thiết kế tản nhiệt của card đồ họa Nvidia GeForce RTX 4090 Ti Founder Edition đã bị rò rỉ trên diễn đàn công nghệ chip heo. Nó cho thấy phần khung tản nhiệt được hoàn thiện bằng kim loại màu trắng bạc sáng loáng như thế hệ tiền nhiệm. Trên một cạnh của bộ khung có khắc chìm dòng chữ RTX 4090 Ti khá là rõ nét. Phần tấm ốp tản nhiệt của chiếc card cũng khá là rộng. Nó được dán các miếng dán pad tản nhiệt để hấp thu nhiệt lượng từ dàn chip VRAM của card. Với cách bố trí tản nhiệt như trong hình, RTX 4090 Ti có thể trang bị ít nhất 12 chip VRAM GDDR6X. Với việc sử dụng chip nhớ GDDR6X có thông số kỹ thuật cao hơn, RTX 4090 Ti cần có một giải pháp tản nhiệt tốt hơn người tiền nhiệm. Hình ảnh rò rỉ còn cho thấy RTX 4090 Ti có cách bố trí ống đồng tương tự các mẫu card đồ họa Nvidia Founder Edition hiện nay. Với bộ tản nhiệt này, dự kiến RTX 4090 Ti Founder Edition sẽ dài từ 3 tới 4 khe PCIe. Dự kiến RTX 4090 Ti sẽ ra mắt sau tháng 7 2022. Và là mình cũng vừa mới điểm qua cho các bạn những thông tin vô cùng nổi bật trong tuần vừa qua, bao gồm luôn cả những cái thông tin về những mẫu card mới nhất của Nvidia sắp sửa ra mắt sắp tới. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã xem video tận giờ phút này. Đừng quên để lại một like, một share và subscribe là một sự ghi nhận cho công sức của tụi mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong số video tiếp theo nha. Peace.